Bạn có biết Oppo từng được nhận định rằng sẽ đánh bại Apple về sự hài lòng của khách hàng và làm Apple đố kỵ? Vậy thì họ lấy tự tin từ đâu ra? Hãy cùng xem hết video này nhé. Oppo là một thương hiệu điện tử Trung Quốc vừa được lên phường làm giấy khai sinh vào năm 2004, có trụ sở đặt tại Đông Hoạn, Quảng Đông, Trung Quốc. Oppo luôn nằm trong top 5 thương hiệu điện thoại lớn nhất thế giới. Thứ khiến Oppo tự tin có thể vượt mặt được Apple lại chính là Blu-ray. Vậy ở mảng smartphone thì sao? Dù cực kỳ thành công ở thị trường tỷ dân, nhưng do sinh sau đẻ muộn, vậy nên Oppo vẫn khá là chật vật khi đứng trước các ông lớn công nghệ khác trên thị trường quốc tế. Nhưng chúng ta phải thừa nhận rằng Oppo rất chăm chút cho khách hàng của họ và không ngừng thay đổi để phủ rộng sản phẩm của mình ở nhiều phân khúc. Cụ thể thì mình sẽ chia sản phẩm thành 3 phân khúc, đó là cao cấp, tầm trung và giá rẻ. Đầu tiên thì sẽ là dòng Oppo A series hướng tới phân khúc giá rẻ. Tệp khách hàng ở phân khúc này trẻ trung năng động, cùng với đó thì mẫu mã và màu sắc đa dạng như là đen, xanh lá, xanh dương, vân vân và mây mây. Những điểm nổi bật ở dòng A series có thể nói đến như là bộ vi xử lý Snapdragon 662, công nghệ sạc nhanh và hệ thống camera AI. Tiếp theo đó thì chúng ta có dòng điện thoại Oppo Find X series, điện thoại phân khúc cao cấp. Ở trên dòng điện thoại này thì chúng ta sẽ có được sự mạnh mẽ, sáng tạo và đẳng cấp. Ngay thế hệ đầu tiên là Find X thì nó đã được trang bị con chip mạnh mẽ là Snapdragon 845, cùng với đó là màn hình AMOLED kết hợp với công nghệ sạc nhanh VOOC. Dòng điện thoại này có hai điểm nổi bật hơn so với những chiếc điện thoại khác là màn hình tràn viền, không bị trùng lặp với thiết kế tai thỏ ở thời điểm 2018, và khi bạn selfie thì camera sẽ tự động trồi lên. Giá rẻ và cao cấp rồi, vậy thì trung cấp ở đâu nhỉ? Oppo Reno series chính là dòng điện thoại trung cấp của Oppo. Dòng sản phẩm này hướng đến sự hoàn mỹ về thiết kế và công nghệ, có thể đáp ứng những nhu cầu của anh em như là chơi game mượt mà, hạn chế giật lag. Nổi bật trong dòng Reno không thể không nhắc đến đó là Oppo Reno 10 series, chuyên gia chân dung. Đây là chiếc máy thế hệ thứ 10 của dòng Reno, được cho là một điểm 10 tròn trịnh, hoàn hảo với thiết kế mỏng và nổi bật với mặt lưng Oppo Glow độc quyền. Camera là điểm nhấn sáng nhất của em nó. Camera chân dung tele 32 megapixel, camera siêu rộng và selfie lấy nét tự động, đi kèm với đó là cảm biến cao cấp của Sony IMX709. Từ những tính năng đó thì camera của Reno 10 series sẽ đem lại cho chúng ta những bức ảnh sắc nét và chân thật nhất, không bỏ lỡ một khoảnh khắc hay một phong cảnh thiên nhiên nào. Và đó là câu chuyện công nghệ của Oppo. Các bạn muốn mình làm thêm về hãng nào nữa? Hãy comment xuống phía dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên là nhấn tim và follow cho Hòa TikTok để được theo dõi những thông tin công nghệ thú vị mới nhất. Và mình là Cường Bia, người kể chuyện công nghệ. Peace.